Cái vấn đề bình thường mình soi như thế nào? Tắt hết điện. Bỏ kính ra. Thế thì chị có ghi lại cái hình ảnh khi mà chúng ta chụp của khách hàng không? Ghi bằng gì? Chụp. Có quay lại không? Không quay lại. Dùng điện thoại gì quay chụp? iPhone. iPhone mấy? Ok. Thế là cũng được rồi. Đủ các những cái tiêu chí và những cái thiết bị để soi rồi, nhưng có lẽ là sẽ hôm nay thì sẽ học kỹ hơn một chút để làm sao mà cái điều quan trọng là thứ nhất là mục tiêu của chúng ta sử dụng cái đèn hút này này, một là để phát hiện và phân biệt rõ ràng những cái vấn đề thẩm mỹ nào cho nó đúng. Ví dụ như là một cái khách hàng giờ lăn tăn là không biết là bị nám hay là bị tàn nhang, không biết là bây giờ cái nốt đấy là cái nốt sắc tố ở sâu giống như dạng nám chân đinh, bớt hori, hay là nó chỉ đơn thuần là một cái đốm tàn nhang thôi. Đấy. Và thứ hai là cái cách chúng ta lưu lại cái hình ảnh. Cái hình ảnh đó nó sẽ có mục tiêu một là giúp chúng ta theo dõi cái quá trình điều trị là sắc tố nó có bớt đi không hay nó bị tăng lên. Có trường hợp nào mà điều trị laser sau nó bắt đầu xuất hiện những cái biến chứng rất là nặng là mất sắc tố ấy, chúng ta phát hiện rất là sớm nó để chúng ta xử lý và ghi lại cái hình ảnh được thật là rõ và chân thực nhất thì chúng ta sẽ tư vấn được cho khách hàng có thể soi được rất là nhiều vấn đề một lát mình sẽ nói. Nhưng ví dụ đơn thuần là bây giờ ngoài cái việc trị liệu, chúng ta dựa vào nó để làm một cái công cụ để tư vấn cho khách hàng. Đầu tiên là chúng ta phải hiểu tại sao dùng nó và tại sao nó làm được điều này. Thì một cái cơ chế rất đơn giản thế này thôi, là cái đèn này nó phát ra một cái ánh sáng. Cái ánh sáng đấy nó là một cái ánh sáng của cái tia UV, một đoạn của cái tia UV. Và cái cường độ, nghe cái tia UV nhiều khi người ta sợ đúng không? Bây giờ mình đang chống nắng, mình đang tránh cái tia UV, mà bây giờ dùng cái đèn tia UV này để soi, để điều trị thì nó có vấn đề gì không? Đúng không nào? Thế thì cái tia UV này là một cái tia người ta đã cường độ nó làm yếu đi, và nó chỉ là một cái đoạn ngắn của tia UV. Cái tia UV nó có một gọi là tia UV ngắn, tia UV dài, nó có một cả một phổ này này, mà người ta chỉ cắt ra một cái bước sóng thôi. Người ta làm yếu đi và người ta lấy nó để làm công cụ để chẩn đoán. Và phần lớn thì khi ta soi cho khách hàng thì không có cái vấn đề gì ảnh hưởng hay tác động đến khách hàng cả. Đó. Thế thì chúng ta biết là nó có một cái tia sáng tia UV và bây giờ nó chiếu vào một cái vật chất nào đấy. Ví dụ bây giờ cầm cái đèn pin ấy, chiếu vào cái chai nước kia. Và cái chai nước kia nó phát ra một cái ánh sáng đặc biệt, chỉ có cái đèn pin này nó chiếu vào nó mới phát ra cái màu đó. Thì chúng ta nhận biết rằng đây là cái chai nước này. Và quay lại đơn giản là cái tia UV này nó chiếu vào trên da của chúng ta. Trên da của chúng ta có những cái vấn đề gì thì nó sẽ xuất hiện một cái màu khác nhau để cho chúng ta nhận biết. Đó. Và mỗi một cái màu đấy thì chúng ta biết là bây giờ nó ở nông hay là ở sâu, phân biệt cái này với kia. Đấy, thì bây giờ mục tiêu của chúng ta là trong thẩm mỹ thì chúng ta quan tâm đến vấn đề về sắc tố này, đúng không ạ? Vấn đề về mụn này, với các cái vấn đề về một số các bệnh lý khác. Đèn hút này thì trong y học ấy, nó được sử dụng rất là nhiều để chẩn đoán bệnh, các cái bệnh lý về da liễu như là nấm này, một số cái chủng nấm thôi, không phải là hầu hết tất cả. Các vấn đề về sắc tố có trong thẩm mỹ của chúng ta, một số vấn đề bệnh lý về ung thư da nó có thể phát hiện được, một số cái vi khuẩn hay là một số thí nghiệm mà người ta cũng sẽ dùng nó. Thì chúng ta không quan tâm nhiều, chúng ta chỉ còn quan tâm đến cái gì chúng ta ứng dụng được thôi. Còn sau cái buổi này về thì mình sẽ gửi cho mọi người một cái bài viết rất là chi tiết, ngắn gọn của Viện Da Liễu Trung ương, nói về cái đèn hút này và một số thông tin thêm. Đó, hôm nay chúng ta chỉ học những cái nào mà cần thôi. Một là biết nó dùng để làm gì, hai là bằng cách nào chúng ta có thể soi được nó, đặc biệt là bằng cách nào nhá, soi, bởi vì là rất nhiều người học rồi, soi rồi nhưng về không phân biệt được. Thì đơn giản là cái tàn nhang với lại cái nám sâu thôi mà cũng chưa phân biệt được. Và cái thứ ba là cách để ghi lại cái hình ảnh nó bằng cái điện thoại di động. Ở nhà có cái gì thì dùng cái đó. Và một cái nữa là chúng ta ứng dụng nó để tư vấn cho khách hàng, tư vấn về điều trị và tư vấn về sản phẩm cũng như là chăm sóc. Thế thì cái đầu tiên là nó sẽ giúp cho chúng ta phân biệt được các vấn đề về sắc tố. Sắc tố thì bây giờ có những cái vấn đề gì ạ?
nám này, các cái vấn đề mà nguyên phát, có nghĩa là bệnh lý người ta bị từ đầu, là nám này, tàn nhang này, thâm, tăng sắc tố, tăng sắc tố. Thứ hai là một số cái biến chứng, tăng sắc tố cũng là một cái này, mất sắc tố. Mất sắc tố, đúng không ạ? Và cái thứ ba là phân biệt các loại này. Hai là cái mà từ buổi sáng bác sĩ Ngọc có nhắc đến là mọi người trước khi soi có thể là không cần, chưa cần phải tẩy trang. Thì nó là cái gì nhỉ? Kem chống nắng. Kem chống nắng để soi xem là thứ nhất là xem mặt của khách hàng ấy, người ta bôi có còn không? Bôi có đều không? Có bôi không? Phân biệt loại kem chống nắng đấy là vật lý hay là hóa học hay là hỗn hợp. Rồi thì kiểm tra cho liệu cái kem chống nắng này nó có tác dụng thật sự hay không. Bởi vì là bây giờ rất nhiều, đúng không nào? Rất nhiều hãng, rất nhiều loại. Nhiều khi là mua về xong thì ôi ấy, người ta bôi rất là đầy đủ, rất là đều, nhưng mà không kiểm tra được cho họ là cái này không có cái tác dụng ở chặn tia UV ấy, thì chúng ta điều trị nó cũng không có hiệu quả. Vậy là cái đèn này rất là quan trọng nhá. Cái thứ ba chiều nay có thể học đó là phát hiện mụn, trứng cá và gì ạ? Các cái nguy cơ. Đó, thì chúng ta áp dụng để biết về ba cái vấn đề này. Thì chị đã soi rồi đúng không? Thế thì nếu bây giờ chúng ta soi các vấn đề về sắc tố thì nó sẽ thấy hình ảnh như thế nào? Nám. So với nhìn ở ngoài. Ok. Khi mà cái tia UV của chúng ta ấy, không phải của chúng ta, tia UV ánh sáng mặt trời nó chiếu xuống đúng không nào? Và sắc tố bản chất của nó là để bảo vệ cơ thể chúng ta, và nó sẽ hấp thụ cái tia UV đó. Và khi mà cái trên da của chúng ta nó có những hạt sắc tố thì nó hấp thụ cái ánh sáng của tia UV này, út này, nó sẽ chuyển thành màu đen. Cái nó sẽ khác với cái tia UV chúng ta không nhìn thấy ở mặt trời nhá. Cái tia UV này ấy, là cái tia UV mà nó có một bước sóng dài, và người ta gọi là tia UV đen đi. Thế khi đó thì người ta chiếu vào thì tùy cái mức độ hạt sắc tố nó ở tầng nào của da thì nó sẽ cho chúng ta một cái hình ảnh khác nhau. Và nếu mà có sắc tố thì sẽ chuyển thành màu đen, chúng ta sẽ nhìn thấy trên đèn út. Còn nếu không có sắc tố thì nó có màu gì? Nếu mà da của chúng ta mà không có sắc tố mà những người mà bị kiểu như bạch tạng ấy, hoặc là mất sắc tố, màu trắng à? Ở trên người chúng ta có những có chỗ nào mà không có hạt sắc tố không? Có chứ. Lòng bàn tay, lòng bàn chân là không có. Móng tay là không có. Răng là không có. Thế thì những chỗ đó khi mà chiếu cái tia UV này vào này thì cái tia UV nó sẽ gây ra một cái phát xạ màu trắng, huỳnh quang, chúng ta nhận biết. Vậy thì ngoài cái việc phát hiện tăng sắc tố, nám, tàn nhang thì chúng ta cũng phát hiện được chỗ nào mất sắc tố. Sau bắn laser một cái liệu trình ấy, có thể mắt thường chúng ta chưa nhìn thấy những, có ai nhìn thấy dấu hiệu pháo hoa bao giờ chưa? Bị nám ấy, hoặc bị tăng sắc tố mà trên mặt nhìn thấy những cái đốm trắng trắng ấy, xen cả một vùng, nó là những cái vùng tăng sắc tố đen xì ấy, người ta gọi đấy là dấu hiệu pháo hoa. Và khi mà chúng ta nhìn thấy cái dấu hiệu đó rồi, nhìn thấy cái đốm trắng xen kẽ với cái vùng đen rồi, thì khi đấy ấy, người ta gọi là mất sắc tố hoàn toàn rồi. Tức là khả năng da của chúng ta nó không còn sinh ra những hạt màu đen, hạt nám nữa để bảo vệ cho da nữa. Và khi đấy thì cái tế bào sắc tố ấy nó bị chết rồi. Đây này, cái tia UV bình thường, lấy luôn cái này nhá, bình thường nó chiếu vào cái này là cái hạt nám đúng không? Cũng có thể có những cái hạt nám ở phía dưới da này, gọi là nám sâu đi. Tập trung lại thì tạo thành một cái nám chân đinh đi. Nếu bây giờ chúng ta soi thì trên ở xuống, ai mà có nám mảng này, tàn nhang này, ở nông này, trên bề mặt, ở lớp thượng bì á, thì khi mà chúng ta soi cái đèn UV này này thì sẽ nhìn thấy cái màu rất là đậm, rất là đen.
Và nếu mà trên mặt này nó không có, mà chiếu xuống dưới này, mà người đấy có cái nám chân đinh á, dưới này, thì nhìn thấy nó có đậm hơn cái da ở bên ngoài không bị, nhưng mà nhìn nó cảm giác mờ hơn so với chúng ta nhìn bằng mắt thường. Và ví dụ có hai ví dụ. Đây là một, nếu chúng ta nhìn vào da nó như thế này này, đây là một đốm nám chân đinh, nhìn bằng mắt thường nhìn rõ luôn, nhìn rõ phân biệt với da xung quanh. Nhưng khi chúng ta soi lên á, soi lên và nhìn bằng nén út, thì chúng ta lại nhìn thấy cái mật độ đen ở cái đốm nám chân đinh này này. Khi soi cái nén út ấy, thì nó lại cảm giác nó mờ hơn. Không phải mờ hơn mà nó không không rõ cái sự đen, sự đậm và so với cái da bên ngoài. Thì đấy là cái trường hợp hình ảnh mà khi chúng ta soi những cái vấn đề nó ở sâu, sắc tế nó ở sâu. Còn với những cái trường hợp thứ hai là tàn nhang hay là nám mả, cả một nám mả cũng thế. Thì có phải là đây nhá, vị trí nám mả của tàn nhang trên này đúng không ạ? Hạt sắc tố nó tập trung hết tại các lớp giản thượng bì này. Thì có phải là nó sẽ tập trung như này đúng không? Có tàn nhang thì nó chỉ nhìn màu hơi nâu nâu vàng vàng thôi. Có trường hợp thì nó màu đen sậm hơn. Nhưng tóm lại nó là tàn nhang. Và khi chúng ta soi chiếu tia này nút vào ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hình ảnh là cái đốm, đốm đen này này, cái tàn nhang đó, nó nổi rõ lên, nó rất là đậm. Và cái thứ hai là cái ranh giới giữa cái vùng đen và vùng da lành bên ngoài này, nó rõ ràng nó tách biệt ra. Tại sao lại như thế? Cái này mọi người phải hiểu cái cơ chế của nó. Thì khi mọi người soi mọi người mới không bị lăn tăn và phân vân. Nếu mà bây giờ một cái nám nó ở ngay trên mặt da của chúng ta và cái tia UV nó chiếu trực tiếp vào, thì nó có cái hiện tượng phát quang ra màu đen đúng không nào? Và toàn bộ cái hạt nám nó ở ngay nông trên bề mặt, nó sẽ hấp thụ hết tất cả cái ánh sáng của tia UV và nó chuyển thành một cái màu đen rất đậm và nó phản xạ lại ngay mắt chúng ta luôn. Còn nếu mà bây giờ đây là các cái lớp da này, dưới này lớp đáy nhá, và các hạt sắc tố nó tập trung ở dưới này, thì khi mà UV nó chiếu xuống thì tia UV nó phải xuyên qua các cái tế bào da ở phía trên trước cái đã, sau đó nó mới gặp được các cái hạt sắc tố ở sâu bên dưới, lớp da bên dưới. Vậy thì cái cường độ của cái màu đen ấy, sau khi nó hắt lại mắt chúng ta nhìn thấy đúng không, thì khi đó nó lại bị mờ bởi cái việc là xuyên qua các lớp da rồi. Để mà chúng ta chẩn đoán ấy, thì không phải chỉ dựa vào mỗi cái hình ảnh của đèn út. Để chẩn đoán được, chúng ta phải dựa vào hai hình ảnh. Một là cái hình ảnh nhìn bằng mắt thường của chúng ta, bằng ánh sáng bình thường, và so sánh cái sự đậm nhạt khác nhau của cái nốt đấy nhìn bằng mắt thường với lại cái độ đậm nhạt khác nhau khi chúng ta soi bằng đèn út, thì chúng ta mới kết luận được là cái nám đó ở sâu hay ở nông. Cái này là vấn đề sắc tố. Thế còn bị mất sắc tố thì sao?